Kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Bạc Liêu đêm 30 tháng 5 và ngày 31 tháng 5. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu, rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ hoạt động ổn định. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ tiếp tục suy yếu dần. Trên vùng biển phía Đông Nam Bộ, gió Tây Nam có cường độ trung bình. Thời tiết khu vực tỉnh Bạc Liêu mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2 có lúc cấp 3. Nền nhiệt độ không khí trong tỉnh ở mức thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Chuyển sang thời tiết biển, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 4 cấp 5. Ngoài khơi sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m, biển động nhẹ. Dự báo thủy văn, mực nước tại Gành Hào cao nhất 1,75 m xuất hiện lúc 10 giờ 30 ngày 31 tháng 5, thấp nhất âm 1,2 m xuất hiện lúc 3 giờ 30 ngày 31 tháng 5. Mực nước tại Phước Long thấp nhất 0,7 m xuất hiện lúc 20 giờ ngày 30 tháng 5, cao nhất 0,82 m xuất hiện lúc 2 giờ 30 ngày 31 tháng 5. Sau đây là dự báo thời tiết tại các khu điểm du lịch của tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành trong cả nước.